Theo báo cáo của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai, đến thời điểm này, 17 trên 17 ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban phát triển thôn để phân công, phân cấp, thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong triển khai thực hiện các chương trình tại các cấp. Năm 2023, tổng vốn ngân sách nhà nước giao để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là 1.683,566 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 819,8 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là hơn 863,7 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân hơn 97,8 tỷ đồng, đạt 5,67% kế hoạch. Một trong những khó khăn hiện nay đó là nguồn vốn đối ứng từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia không đáp ứng quy định. Cùng với đó, kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa giải ngân và nhiệm vụ kế hoạch vốn năm 2023 khá lớn, trên 2.500 tỷ đồng. Nếu không có giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc của các cấp, các ngành thì sẽ khó hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 08 ngày 23 tháng 3 năm 2023 về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và chưa đạt, cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cho rằng, việc lần đầu tiên triển khai đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia với một số nội dung các văn bản, hướng dẫn của bộ ngành trung ương còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn địa phương và hiện đang rà soát cho phù hợp. Theo đó, Ban chỉ đạo cần có sự đánh giá lại hoạt động trong thời gian qua, quy chế hoạt động và việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với những vướng mắc về cơ chế chính sách, cần có sự điều chỉnh, sửa đổi kịp thời, phù hợp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo theo thẩm quyền trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Tài chính khẩn trương phối hợp xây dựng chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy trình rút gọn để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chi phí giám sát thi công công trình thực hiện cơ chế đặc thù. Các sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát ban hành quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù tại địa phương, cũng như quy định việc quản lý vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của các sở ngành là thành viên Ban chỉ đạo, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tổng hợp báo cáo của Ban chỉ đạo, đồng thời đôn đốc các địa phương tăng cường thực hiện triển khai nhiệm vụ 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch đề ra.